Rồi quý vị ơi, bây giờ chiều nay không có bán hàng mà có quay cho ông anh trên Zalo, giờ phải có dư thời gian quay cho quý vị mấy cây luôn. Cũng có nhiều anh yêu cầu quá mà tôi nói tôi không có thời gian giờ lo ép chậu không mà không có thời gian rồi quý vị ơi. Cho nên bây giờ thôi sẵn đây là bán cho mấy lô luôn nha quý vị. Đây là lô số 560, 3 cây 500 bao ship nha quý vị. Đây là cây số 1 nè. Đó. Ngón tay tôi tỉ lệ nha. Rồi. Quen vòng luôn ha. Đó, cây số 1 nha. Này. 3 cây 500 bao ship nha quý vị. Anh nào mua thì phải chuyển khoản trước nha quý vị. Rồi. Cây số 1 ha. Cây số 2. Cái lô này là 560 nha. Rồi. Đây cây số 3 nha. Rồi ba cây ngón tay vậy ha. Đó. Lấy một cây bút ra coi bi. Cây gì đó, bút lông gì đó. Rồi ba cây nha quý vị. 500 bao ship á, anh nào quen lạ gì cũng chuyển khoản trước nha quý vị. Nếu mà mua thì quý vị gửi cái địa chỉ tôi xem có gửi cây được thì tôi gửi nha quý vị. Còn không thì anh nào mà muốn mua nữa thì nếu gửi không được thì gửi ở đây ha. Còn không được thì thôi ha, không có gì hết nha quý vị. Dịp khác ha, giao lưu nha. Rồi xuống luôn nha quý vị, 3 cây 500 nha.